Xin mời quý vị trở lại phần tin Việt Nam của chúng tôi. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. WinKia of Fremont là dealer xe Kia do người Việt làm chủ và chợ Lucky 7. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam hôm nay là tin về việc Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội gia tăng xuất cảng hàng nông sản vào Việt Nam. Thứ trưởng phụ trách thương mại và nông sản với nước ngoài của Mỹ là Alexis M. Taylor sẽ dẫn theo một đoàn gồm đại diện của 58 doanh nghiệp và tổ chức nông sản Mỹ cùng với 9 đại diện chính quyền tiểu bang của Mỹ sẽ đến Hà Nội và thành phố Sài Gòn từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9 tới để tìm kiếm cơ hội cho mặt hàng nông sản Mỹ tại thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực như Myanmar, Cambodia và Thái Lan. Thông cáo báo chí đăng ngày 28 tháng 8 của Bộ Nông nghiệp Mỹ dẫn lời thứ trưởng Taylor cho biết tăng trưởng kinh tế, đổi mới và dân số trẻ của Việt Nam góp phần tạo nên một môi trường thay đổi nhanh chóng và năng động cho các sản phẩm nông nghiệp đa dạng và có chất lượng cao của Mỹ. Hợp tác của chúng tôi đã bảo đảm sự tiếp cận thị trường đối với nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ, bao gồm những trái cây gần đây là bưởi và quả hạch. Theo thông cáo báo chí của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có cơ hội lớn cho các nhà xuất cảng Mỹ với dân số có tầng lớp trung lưu đang gia tăng và thích các thực phẩm của Mỹ. Trong năm 2023, Mỹ đã xuất hơn 3 tỷ đô la mặt hàng nông sản vào Việt Nam. Hiện Hoa Kỳ là nước xuất cảng các sản phẩm thực phẩm và nông sản lớn thứ ba của Việt Nam. Các sản phẩm nông sản được Mỹ xuất cảng nhiều nhất vào Việt Nam bao gồm bông, đậu nành, các loại hạt, sữa, trái cây và thịt gia cầm. Tiếp theo là tin thí sinh đường lên đỉnh Olympia bị công an mời làm việc vì nhận xét xấu về đảng Cộng sản trên Facebook. Một học sinh cấp 3 ở tỉnh Yên Bái vừa bị công an triệu tập làm việc vì viết những nhận xét xấu về Việt Nam trên mạng xã hội Facebook gây bão mạng ở Việt Nam dịp Quốc Khánh 2 tháng 9 2024. Học sinh có tên là Chu Ngọc Quang Vinh, 17 tuổi, học lớp chuyên Anh, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành của tỉnh Yên Bái, đã viết dòng trạng thái trên Facebook với nội dung chỉ trích giáo dục ở Việt Nam, phê phán đảng Cộng sản và bày tỏ mong muốn được đi học nước ngoài, tiếp xúc với văn hóa phương Tây. Theo báo Nhà nước, vào đêm ngày 1 tháng 9, dòng trạng thái này gây chú ý rộng trên khắp mạng xã hội ở Việt Nam với nội dung cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là thật sự thật. Chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài. Học sinh này nói mình tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng có tên là Đường lên đỉnh Olympia, nổi tiếng, được tổ chức hàng năm dành cho học sinh cấp 3 cả nước để tìm kiếm cơ hội để sống ở nước ngoài. Quang Vinh viết tiếp trên Facebook, rồi tôi ôm Olympia để sống ở nước ngoài và dù muốn hay không thì vẫn phải học lịch sử theo góc nhìn của đảng. Rồi tôi được đảng ban tặng nhiều thứ vì thành tích của mình, nên dần nhìn đảng một cách chuẩn hơn. Ngay sau khi dòng trạng thái gây bàn tán rộng khắp nơi, vào ngày 2 tháng 9, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có công văn về học sinh này và bài viết trên mạng xã hội mà Sở cho là chưa phù hợp. Báo chí trong nước cho biết Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cũng phối hợp với Công an tỉnh để nắm tình hình, xác minh sự việc, chỉ đạo trường chuyên Nguyễn Tất Thành báo cáo nhanh sự việc, đồng thời cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đến gia đình học sinh Vinh để nắm thêm tình hình. Các hình ảnh và bài viết trên báo trong nước cho thấy Công an tỉnh Yên Bái đã trực tiếp làm việc với nam sinh vào chiều ngày 2 tháng 9. Sau dòng trạng thái gây tranh cãi, trên Facebook của nam sinh cũng xuất hiện dòng trạng thái mới. Theo đó, nam sinh gửi lời xin lỗi đến những người bị phát ngôn bừa bãi và nông cạn của mình làm ảnh hưởng. Và học sinh Quang Vinh xin nhận hoàn toàn trách nhiệm của bản thân về những phát ngôn này. Học sinh này cũng viết thêm status mới rằng chưa bao giờ có những suy nghĩ cực đoan hay chưa từng có ý định và sẽ không bao giờ có ý định hợp tác hay liên hệ với các tổ chức ở nước ngoài để làm hại lợi ích của dân tộc. Doanh nghiệp thuộc quân đội Việt Nam bán hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng cho Philippines. Tổng công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel cho biết vừa ký hợp đồng thứ hai bán hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng cho Philippines với tổng trị giá gần 2 triệu đô la. Hợp đồng mới nhất của Tổng công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel ký kết với công ty Contact Point Philippines. Contact Point cung cấp giải pháp, thiết bị cho cả khách hàng chính phủ, cá nhân và doanh nghiệp,
cụ thể như cơ quan hàng không dân dụng Philippines, không quân Philippines, cơ quan công nghệ thông tin và truyền thông, cục hải quan Philippines. Trước đó vào tháng 3 năm 2024, Viettel đã ký hợp đồng đầu tiên với cam kết triển khai các hệ thống mô phỏng bắn súng được thiết kế riêng biệt, phù hợp với đặc thù của lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines. Hệ thống do Viettel làm chủ công nghệ lõi với khả năng tùy biến cao đã được bổ sung hơn 90% tính năng mới theo yêu cầu huấn luyện của khách hàng. Đặc biệt, Viettel đã phát triển thiết bị tạo giật trong hệ thống mô phỏng hỗ trợ các loại súng đặc thù như Glock, Taurus và M16 Rifle, phát triển module software huấn luyện bắn mới giúp nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị chiến đấu. Ông Cesar Junior Manuel là giám đốc điều hành của Contact Point, khen ngợi sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam, nói rằng chúng tôi đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có đối tác nào trên thế giới có thể tùy biến sản phẩm theo đúng nhu cầu của chúng tôi như Viettel. Hơn nữa, giá thành của Viettel lại cực kỳ cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác. Bên cạnh đó là tin triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới. Thông tin từ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, viết tắt là VFTA, cho biết mới đây Liên minh Sáng tạo và Giải trí ACE với các thành viên quản lý bao gồm Netflix, Apple TV Plus, Amazon và Walt Disney Studios đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới, F-Movies, cùng các web liên kết. Theo ACE, tổ chức vi phạm bản quyền có trụ sở tại Hà Nội này là loạt web vệ tinh vi phạm bản quyền khét tiếng khác như BeFix, Frost, Movie 7, MyFixer và AnyWave đã thu hút hơn 6.7 tỷ lượt truy cập từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Với gần 374 triệu lượt truy cập mỗi tháng, tổ chức này là một mắt xích vi phạm bản quyền lớn nhất thế giới. VIDSRC.TO, một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ video nổi tiếng được điều hành bởi cùng những nghi phạm này, cũng đã bị triệt phá, ảnh hưởng đến hàng trăm trang web vi phạm bản quyền khác. Ông Joe Rykin, chủ tịch của ACE, gọi việc triệt phá App Movies là một chiến thắng vang dội cho các diễn viên, ekip, biên kịch, đạo diễn, hãng phim và cộng đồng sáng tạo trên toàn thế giới. App Movies được ACE mô tả là nền tảng chia sẻ nội dung về phim, chương trình truyền hình lậu lớn nhất. Hệ thống này được xây dựng từ năm 2016. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2023, đây là trang web phổ biến thứ 280 trên toàn cầu ở tất cả các danh mục trang web và là trang web phổ biến thứ 11 trong danh mục TV, phim và phát trực tuyến. Hoa Kỳ là thị trường có lượng truy cập lớn nhất vào dịch vụ này. Theo dữ liệu thống kê của SimilarWeb, F-Movies đã được liệt kê trong danh sách thị trường tai tiếng của USTR từ năm 2017 đến năm 2023. 75 người chết vì tai nạn trong 3 ngày nghỉ lễ. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ngày 2 tháng 9, cả nước ghi nhận 53 vụ tai nạn giao thông, khiến 19 người tử vong và 40 người bị thương. Tất cả tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Tổng cộng 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, cả nước xảy ra 171 vụ tai nạn và làm 75 người chết và 127 người bị thương. Trong sáng ngày 2 tháng 9, lưu lượng phương tiện tại các thành phố lớn và địa phương giáp ranh giảm đáng kể, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Giao thông trên quốc lộ 1 và cao tốc cũng được bảo đảm thông suốt. Đường thủy và đường sắt không ghi nhận phản ảnh gì lớn. Công an các địa phương đã kiểm tra và xử lý hơn 14.400 vi phạm giao thông với tổng số tiền phạt hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn chiếm gần 4.000 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.600 trường hợp và vi phạm ma túy 13 trường hợp. Tình hình giao thông tại các thành phố du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt không có ùn tắc lớn dù lượng khách đông. Tại Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn, lưu lượng giao thông vắng hơn ngày thường, chỉ tăng tại các địa điểm tổ chức lễ và vui chơi. Tiếp theo là tin bé gái 14 tuổi ở Đồng Nai nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhi tên viết tắt là TTDM, 14 tuổi, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, nhiễm vi khuẩn ăn thịt người gây bệnh Whitmore, một loại bệnh nhiễm trùng nguy hiểm. Đây là ca bệnh nhiễm vi khuẩn ăn thịt người đầu tiên ghi nhận ở Đồng Nai.
Hồi đầu tháng 8, bệnh nhân nữ có nổi hạch ở vùng cổ, sau đó gia đình đưa đi khám, được chẩn đoán viêm hạch và được chỉ định cho thuốc điều trị tại nhà. Đến ngày 22 tháng 8, tình trạng bệnh nhân không cải thiện. Bệnh nhân bị áp xe phần mềm vùng cổ bên phải nên được nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai để mổ lấy hạch. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Sài Gòn để tiến hành làm xét nghiệm. Ngày 29 tháng 8, kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Bacteria pestilentiae là vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Người nhà bệnh nhi cho biết trước khi phát hiện bệnh, bệnh nhi chỉ ở nhà, không đi khỏi địa phương. Hàng ngày em chỉ đi học ở gần nhà, không tiếp xúc với người lạ. Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai cho biết, bệnh nhi bị nhiễm bệnh ở ngoài cộng đồng, có thể từ môi trường đất hoặc nước. Sau khi được điều trị bằng kháng sinh, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Phần tin Việt Nam cũng được bảo trợ bởi Win Kia Fremont, là dealer xe Kia do người Việt làm chủ, có nhiều mẫu xe mới với đủ màu sắc và option, đặc biệt có những chiếc xe động cơ hybrid rất ít tốn xăng hoặc những chiếc xe điện plug-in không cần đổ xăng, rất bền, đẹp, tiện lợi và tiết kiệm. Nếu cần mua xe Kia, quý vị có thể gọi số phone 510-771-1500. Phần tin Việt Nam cũng được bảo trợ bởi chợ Lucky 7, là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình rất đặc biệt. Khi quý vị dùng thẻ EBT Food để mua các loại rau quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali, thì quý vị sẽ được nhận giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Hoa Kỳ thu giữ phi cơ của Tổng thống Venezuela ở Cộng hòa Dominica. Cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh ông có quyền can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Chợ Lucky 7, nơi có đủ loại rau củ quả trái cây, nổi tiếng là thịt cá tươi mỗi ngày và cua cá sống bơi lội trong hồ, có chiên cá miễn phí phục vụ ân cần chu đáo. Lucky 7 có một điểm rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EBT Food để mua các loại rau củ quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali, thì quý vị sẽ nhận được giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Lucky 7 là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình khuyến mãi này. Riêng tại Lucky 7, ngay góc đường Tully and King Road, còn có thêm quầy thực phẩm Mexico với món burrito thật ngon, rất nhiều loại bánh mì ngọt ra lò hàng ngày và có nhiều loại bánh kem rất đẹp cho quý vị lựa chọn. Lucky 7 có 3 địa điểm: 1625 Maki Road, San Jose, điện thoại 408-251-0354, 1675 Tully Road, San Jose, ngay góc đường Tully và King, 408-929-8200, 398 South King Road, thành phố San Jose trong khu Pink Elephant Mall, 408-254-4500. Xin chào mừng quý khách, tôi là John Nguyễn, chủ nhân của hãng xe Win Kia tại Fremont. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng người Việt tại vùng B. Chúng tôi đang có nhiều mẫu xe mới với đủ màu sắc và options, chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng. Đặc biệt có những chiếc xe động cơ hybrid rất ít tốn xăng hoặc những chiếc xe điện plug-in, quý vị có thể trạc pin tại nhà, không cần đổ xăng, rất bền, đẹp, tiện lợi và tiết kiệm. Xin cảm ơn quý đồng hương đã quan tâm đến với Win Kia Fremont. Nhân viên chúng tôi sẽ phục vụ quý khách rất tận tâm và giúp cho quý vị chọn được chiếc xe vừa ý nhất. Win Kia Fremont, number one. Nếu quý vị cần mua xe Kia, xin gọi 510-771-1500. Queen Kia of Fremont, 5633 John Moore Drive, Newark, Cali 94560.
Chợ Lucky Seven, nơi có đủ loại rau củ quả trái cây, nổi tiếng là thịt cá tươi mỗi ngày và cua cá sống bơi lội trong hồ, có chiên cá miễn phí phục vụ ân cần chu đáo. Lucky Seven có một điểm rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EPT Food để mua các loại rau củ quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali, thì quý vị sẽ nhận được giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Lucky Seven là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình khuyến mãi này. Riêng tại Lucky Seven, ngay góc đường Tully and King Road, còn có thêm quầy thực phẩm Mexico với món burrito thật ngon, rất nhiều loại bánh mì ngọt ra lò hàng ngày và có nhiều loại bánh kem rất đẹp cho quý vị lựa chọn. Lucky Seven có 3 địa điểm: 1625 Maki Road, San Jose, điện thoại 408-251-0354, 1675 Tully Road, San Jose, ngay góc đường Tully và King, 408-929-8200, 398 South King Road, thành phố San Jose trong khu Pink Elephant Mall, 408-254-4500.